Út ơi, lâu quá rồi mình chẳng được đi đâu chơi hết. Giờ tự nhiên mình thích đi picnic ghê nha. Nhưng mà không biết đi đâu nữa. Trời ơi, chị tưởng em không thích chắc. Em còn thích đi chơi hơn chị nữa đó. Nhưng mà bây giờ biết đi đâu được. Không có tiền, ba mẹ không chở đi chơi thì làm sao mà đi. À, chị suy nghĩ ra một cách rồi. Nhà mình nè, em thấy không? Có rất là nhiều ống hút. Hay là mình sẽ làm cái lều trại đi. Mình tự làm lều trại nhà chơi được không? À, chị biết làm không? Biết chứ. Hai chị em mình cùng làm nha. Ok, thì chị cứ chỉ đi, em sẽ làm như thế nào. Rồi, em hãy ngồi qua một bên và cùng phụ chị. Ok. Rồi, chị sẽ ngồi bên đây. Đây. Đây, chúng ta chuẩn bị khoảng 2-30 cái ống hút như thế này ha, đủ màu cũng được. Kim bấm rất là dễ ha. Kéo và giấy màu nha. Ở đây mình thích màu hồng cho nên là mình chọn màu hồng có hình Hello Kitty và giấy lụa để làm rèm cho cái trại của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nè, cái đầu ống hút này chúng ta bóp một đầu nó lại như thế này và chúng ta chọn nó vô, bẻ lại nha. Và tiếp tục như vậy, chúng ta bóp nó vô. Dễ làm lắm mấy bạn. Các bạn nhớ đăng ký thành viên trên kênh Tỉ Mỉ Li Ti Family để xem được nhiều video mới của mình nha. Mình đang có mini game nữa đó, mini game tặng quà nóng lên đó. Còn video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lều trại, bóp nó lại như thế này đó. Rồi mình sẽ đẩy nó vô, bẻ nó lên. Rồi chúng ta được một cái hình tam giác như thế này, làm thêm một hình nữa là được hai hình. Chúng ta có được hai cái góc ha, dễ ợt rồi. Sau đó chúng ta sẽ bấm cái đầu này vô. Đầu bên đây đi, bên đây nó dài quá khó bắn. Nó trượt cái tay ha. Không sao. Rồi chúng ta canh cho nó thật thẳng nha, làm cái gì cũng phải có cái khó khăn. Nhưng mà vượt qua được cái khó khăn thì chúng ta mới có được cái gì đó mà chúng ta muốn, đúng không? Đừng có nản ha. Khó khăn mà nản thì không làm được gì hết. Đó. À, không có ai là không làm được hết đó nha. Cái này dễ làm lắm á, ai cũng có thể làm được hết á. Đừng có nghĩ là mình không làm được, cứ hãy thử. Ồ, đó, dễ ợt rồi. Xong. Vậy là chúng ta giống như là hồi lúc mình đã hướng dẫn làm bằng cái xích đu đó mấy bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục bấm cái sàn ha. Sẽ bấm cái sàn. Bấm cái chính giữa trước đi. Nó cứ trượt 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 á. Tại nó trơn á. Ta canh ngay chính giữa.
Và cứ như vậy nha, mình sẽ bấm vô. Mình thích màu nào thì mình bấm màu đó vô nha các bạn. When you cắm trại rất là vui á, các bạn có thích đi cắm trại không? Nhưng mà nếu như mà không được đi cắm trại thì ở nhà mình cũng có thể làm lều á, kêu ba mẹ làm cho mình cái lều, hoặc là mình tự làm chơi nha, rất là vui, chui trong cái lều á, cảm giác thích lắm. Mình có thể phối màu tùm lum tùm la màu vô cũng được, hoặc là các bạn là không thích hết kim bấm rồi, may mà mình đã chuẩn bị sẵn hộp kim bấm rồi. Sau khi bấm xong cho nó đều như thế này thì chúng ta bấm tiếp cho nó đều cái đầu bên kia ha. Mình ăn gian một đoạn mình bấm cho nó nhanh để thôi mấy bạn coi bấm thì nó cũng y nhau thôi. Đó, như vậy là mấy bạn giờ xem để mình kéo lên. Đó. Có phải là nó đã giống giống cái lều rồi chưa? Đây nè. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ cắt cái giấy. Ha, chúng ta lấy tờ giấy nè. Ta ướp lên trên cái này đó, làm sao cho nó dư ra một ít bên đây, dư ra một ít bên đây. Còn ngay cái tam giác thì chúng ta cắt nó như thế này để có gì chúng ta bẻ nó vô dính với lại cái phần này. Đó là cái tờ giấy đó là cái tờ giấy mà chúng ta phủ quạt bên ngoài ha. Còn bây giờ đó là cái lều trại á, thì lúc nào nó cũng phải được che kín lại đúng không? Đó là cái phần mui. Còn đây là cái phần cổng trại thì mình dùng cái phần cửa trại thì mình dùng cái giấy lụa đó, mình cắt hai cái đầu tam giác nè, ở phía dưới mình như thế này, mình đo ha, mình đo theo cái khung của mình đó, mình đo theo cái khung của mình nha mấy bạn. Ok rồi bây giờ chúng ta bắt đầu dán nó vô. Vô thì rất là đơn giản thôi. Nay mình làm một cái đầu bên đây trước nha. Gió quá. Rồi. Đây, mình bẻ hai cái đầu này vô cho nó sát với lại cái kia ha. Rồi bây giờ nè, các bạn thấy không? Có cái phần cây á. Đó, phần cây này mình bẻ là mình sẽ thấy. Bẻ nó vô như vậy, đúng không? Nhưng mà bây giờ trước khi bẻ như vậy á thì mình sẽ gắn cái phần trại vô. Cái phần sọc này nha mấy bạn. Thì mình sẽ gắn ở bên ngoài. Như vậy á, là tổng cộng chúng ta cần phải có 4 miếng tam giác như thế này nha các bạn. Đó, 4 miếng tam giác. Thì có hai cái cạnh nè, các bạn để ý nha. Cái hình tam giác của chúng ta nó sẽ có một cái cạnh này giống như là cạnh góc vuông vậy đó. Còn cạnh này là nó cạnh huyền. Cái kiểu giống như là đầu tiên chúng ta là đo cái hình tam giác nè. Sau đó chúng ta cắt cái rẹt ở chính giữa ra ha. Thì đây là cái cạnh góc vuông và bên đây là cạnh huyền. Đó, chúng ta sẽ đặt. Chúng ta sẽ đặt nó lên như thế này. Hồi nãy chúng ta đã đo rồi đúng không? Cắt cái này nè. Bây giờ để cái cạnh huyền thẳng với lại cái này. Nhưng mà chúng ta làm nó nhỏ hơn nha. Nếu như cái này á là nó tới đây thì chúng ta giờ vô trong này miếng chúng ta mới bấm. Trời ơi sao mà cứ mỗi lần bấm là nó lại hết cái kim bấm mà ngộ thiệt luôn á nha. Các bạn chịu khó nha. Sắp xong rồi đó, chỉ cần bấm cái này nữa là chúng ta đã xong rồi. Dễ lắm. Để xem xong rồi các bạn có thích cái lều này hay không nha. Đó, đây, chúng ta sẽ bấm nó vô. Bấm nó vô. Cái lụa này thì chúng ta có thể xếp nó lại nè. Để chúng ta bấm nó.
ha, mình có thể xếp lại. Nhưng mà đừng có bánh dính nha. Nhớ là bánh chừa cái này ra một khúc ha. Rồi bên đây cũng vậy. Để trước khi mà chúng ta gấp nó lại á thì nó sẽ không có bị dính vô trong cái kia. Bên đây mình bấm tương tự. Rồi sau khi chúng ta bấm nó như thế này nè. Rồi chúng ta sẽ đặt nó vô và mấy bạn coi này nha. Mình sẽ quấn. Mình sẽ cái phần giấy này nè, mình quấn nó vô và mình xếp cái này lại. Xếp cho nó gọn nha, các bạn biết chi không? Mình tiếp tục bấm. Bấm để cho cái giấy nó dính vô, thay mình dán thì mình hình chơi bấm hết. Bấm nó vô. Cho cái phần giấy gấp á nó dính nó quấn lấy cái cây ống hút á, thì cái ống hút nó sẽ không có đó. Và bên đây cũng vậy, quấn nó vô. Ok, mà cái này mình đẩy nó vô như thế này. Rồi. Đó. Đã thành cái cửa rồi đó. Cái này á là chơi đơn giản, chơi nhanh đó mấy bạn, làm nhanh á. Đó. Mình không có cần bấm quay nhanh gì hết mà trong vòng 10 phút chúng ta đã có được cái lều rồi nè mấy bạn thấy không? Đó. Đây là một cái lều nè. Búp bê sẽ đi vô trong lều, ngồi. Ngủ. Thích không? Các bạn có thích cái lều này không? Thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Mình vô đây mình ngủ đây. Đó. Đây là một cái lều đơn giản, rất là nhanh, đúng không? Kính này đó. Còn nếu như mà ai mà thích cho mà gió trời á thì cắt tư tư. Nhưng mà thường cái lều thì người ta phải làm như vậy để khi nào ngủ thì chúng ta có dây kéo á, kéo cái rẹt cái nữa là nó im luôn. Hay không? Rồi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hy vọng rằng các bạn thích cái lều này. Chúc các bạn thật vui. Bye bye. Nhớ đăng ký thành viên trên kênh Tỷ Mỹ Litty Family nha. Và hãy ủng hộ kênh của mình. Kênh của mình đang có mini game đó. Các bạn hãy chọn số may mắn của mình đi để được tặng nón len ở những video trước mà mình đã giới thiệu rồi đó. Chào tạm biệt các bạn nhiều nha. À, ủa? Chị Chi Béo Hồng ơi, đâu rồi? À, có cái liều mới ngủ ngon quá, không muốn dậy luôn á. À, chào các bạn nha. Bye bye. La 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 la.